Với xe đào tạo Forex, xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giao dịch trực tiếp trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua, để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, đánh giá và thực tế thấy rõ các giá trị vận dụng áp dụng trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng những kỹ năng giao dịch thực tế chia sẻ đến nhà đầu tư, để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và hiểu rõ về các giá trị trên thị trường, trên con đường mà bản thân chính các bạn tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex nên đi chậm lại để nhìn nhận, đi chậm lại để đánh giá, đi chậm lại để thấy rõ những giá trị thực tế trên thị trường. Mọi giá trị của kiến thức hoặc giá trị chia sẻ trên thị trường tuyệt đối không được nghe bọn chúng phân tích về xu hướng nhận định trên thị trường và đưa ra chiến lược, hoặc bản thân chúng ta chỉ thấy các blend giao dịch mà không chịu thấy các giá trị áp dụng vào trong thực tế, bởi vì giữa giao dịch thực tiễn và những giá trị mồm bằng mõm như vậy trên thị trường hoàn toàn khác xa nhau. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi chia sẻ và minh chứng với đến mọi nhà đầu tư và cho mọi nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị vận dụng của bản thân mình trên thị trường, bởi những kiến thức thực tế hoàn toàn khác xa nhau với những giá trị thực tiễn hoàn toàn khác xa nhau. Đây là điều mà cộng đồng và mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ. Tôi chia sẻ cho nhà đầu tư thấy rõ với những diễn biến trên thị trường, tôi gửi đến nhà đầu tư với những minh chứng kinh nghiệm của bản thân mình đi lệnh trên thị trường để nhà đầu tư có thể thấy rõ, và mời nhà đầu tư theo dõi nha. Bắt quả lấy dù tay lấy tỉnh táng mạnh đấy, ta bắt ở trên 240 mà ta bắt không kịp, nó giãn xoét, nó giãn đến 20 giá mà. Đó, mày thấy cái quả đi lệnh đẹp không? Lời luôn $1,600 nè, like này, đăng like. Hôm 3 triệu lấy về, vợ đang cặn nhằn, nhà đau hết cả đầu. Để có người trả lại 15 triệu cơ về đấy. Trực tiếp này. Thấy chưa? Ở mà vào phát gặp 50 củ. Hôm nọ tao ngồi mày phát tao khập luôn gần 100 củ. Tôi chia sẻ anh em để anh em nhìn nhận và đánh giá hiểu rõ. Chúc anh em một tuần mới giao dịch vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn anh em. Đó. Và một lệnh là gì nhỉ? Đã ăn gần $2,000 ở trên thị trường. Rồi, xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư.